nổi. Chào bà cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay thì Tiền với lại Hiếm Ba với bé Bói sẽ bán ổi với mặn nha. Một cái ổi một cái mặn ha. Dạ rồi. Chó ơi, tiếp em chó ơi. Đây cái né ra đem để cái cần mình đó. Đó. Bóc đại luôn ha chú Hải ha. Thí đi. Dạ nó đều đều với nhau không à. Cháo nào cũng ngon hết. Mà lửa nó ngon hơn. Dạ. Chú Hải lựa đi. Cháo nào cũng im hết trơn. Mặn lửa nó ngon hơn. Này là chưa có kịp mà bài trí ra nữa. Lấy cái gỗ ra, Đủ không? Đủ chưa? Chưa đâu, dạ cháy. Đúng rồi. Thôi đừng có giãn đi. Cha mày ra, giãn hoài. Rồi. Rồi, cháy đó nữa đi, cháy đó nữa đi. Cháy này dư. Dư không? Dư. Ký mốt. Nè. Hỏi này thì bán 12 ngàn ký đi. Mặn này 10 ngàn. Dư ra. Dư lấy ra đi. Hỏi đó của tôi cái gì? Mặn. Tôi lấy giùm đó. Mặn lấy hết. Ở của chú á. Tôi lấy giùm luôn đó. Cái này cả 25 ngàn đi nè. Cái 12 cái 25 ngàn đi. Là ổi 10 ngàn. Cái này ký mốt. Ổi 12. Cái nào cũng ký mốt. Mặn 10 là 22. Đây 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 đây. Rồi. Rồi đó. Bao nhiêu? Là 25 ngàn. Rồi cảm ơn nghe chú. Chưa kịp gì trơn là chú mở hàng trước rồi đó. Ủa nãy cái kéo chị dẹp hả chứ? Thôi khỏi đi khỏi đi. Bước đi cái đó bước. Ừ bước được bước được. Ổi này là ổi ruột đỏ chú Hải. Bỏ cho mấy cái ruột trắng này nè. Không ruột đỏ không à. Tách ghê. Tách không? Không tách gì nữa. Để cái ấy lại nghe đừng có xé. Xé cái gì chị? Bọc bao à, em đâu có xé đâu. Còn gì nữa mà. Tiền đã vào tay rồi không trả hàng lại được hả? Ổi ổi này còn có hộp nhưng mà hộp ít. Con ai con đừng có chỉnh cái căn nữa, hồi mày bán lộ chết luôn á. Đập cái căn luôn rồi mấy cha ơi. Đập nó phá luôn rồi. Vì chị ó cũng mua ổi nghe phái lắm. Phải ổi lắm. Để đi. Tại vì chưa có kịp chân ra nữa là chú đã ủng hộ rồi. Cho nên là mình lấy dao con cắt hay gì. Bói à ngồi im. Đi. Ủa bỏ đâu rồi. Cái này ngon nè chứ. Hả? Không có bọc nè. Bỏ sợi đi. Sợi có. Bỏ vô sợi hồi sợi để mặn. Không mình tách ổi trước ra trước lên trước đi rồi hồi mình bỏ dồn lại vô bọc. Mình cho ổi vô đi. Kêu ba ngồi xuống chơi chứ nè. Kêu ngồi. Ổi mặn nè chị. Mới chậu nhà chưa? Mới kêu ba ngồi đi ha, ba ngồi chân nè. Để cái gỗ lại. Mặn ổi, ổi mặn đi. Mua về nhậu nha. Còn mấy em hùng mà ổi chị hùng rượu. Được không? Người hùng ổi, người hùng gụ nè. Chịu không? Nó hùng ổi chứ là này hùng rượu. Người hùng mồi. Nhậu không? Nhậu chết. Nhậu chết. Sung sướng gì đâu. Bên đây 10 ngàn. Bên đây 12 ngàn. Bên này nè. Mặn 10 ngàn. Ổi 12. Nó gì đó. Rẻ dữ hả? Rẻ mua hết bọc đi. Mua hết bọc đi. Cái bới, mẹ cũng rẻ, ngọt hết bọc đi. Nói chung là không có nói là ngọt được. Tại vì tùy theo mùa nữa. Ở kia là muối. Tùy theo mỗi người ăn. Muối ớt cho bảo. Trời ơi, đưa mặt bà đó kìa. Đứng ba chiếc bà đó chứ. Bà đó nó mua kìa. Ký có 10 ngàn à. Ủa ngon cho bà. Kiếm một đỏ hả? Ở một đỏ. Cái này bị gì vậy? Đây là 9.12 à. Không chín là không có mỡ này. Ủa nóng nè. Để với bọc để nãy giờ nó mà nắng nó nóng. Nè cho anh thấy nè. Đây này, để rồi. Đây nè. Trời ơi hay ghê luôn. Nó ngấn luôn nắng luôn. Dắt tôi ăn một chút. Được gen. Mai với đường rồi đó. Cái đường đó hả? Đường mới đó nè. Hả?
Có chứ. Có chứ mà trồng cho chúng đâu à. Bà ơi, nói tiền kìa ba. Đây. Đừng bự với ta. Đúng, có tiền là đổi nha, đổi 50 nha. Cái gió hả? Rồi đủ luôn. Đủ nghỉ luôn. Rồi sống đó. Dạ, dạ, cộng lá ra. Dạ. Cộng lá cho đẹp. Bà có tiền bự hơn mà đi gió kìa, gió trả tiền. Có không? Có 10.000 đó. Trả 50 đi bá đi. Ừ, 50 có lấy đâu trả. Ở 12 mà. Chủ có lấy nha. Nó bọt ổi ngon ghê nè. Bà lấy đi ống 10.000 đi. Nào lát ra 10. Sáng ngày mai nghỉ không? Thiếu bọt nha, lát tôi mua có bọt. Trời nè, tống bọc nè. Tối nó sạn rồi đó. Ghê vậy? Ồ, có lạc ăn luôn. Vậy hả? Lạc ngon. Chị cũng nói nè, chuẩn được bán. Bởi vì chị được bán, cũng nói. Cũng khoe nữa. Khoe nữa. Ăn ăn thả với ăn rồi, cho con ăn. Để cho bà ba tắt ra đi cho ăn. Dao có dao không? Không có dao đây. Chị chọc cái dao, tắt cho con nha. Cái dao tắt khỏi là mặt. Tắt khỏi dạt mặt. Cho nó ba đi rửa. Rửa đi dạt tắt. Ổi mặn anh Lắc ơi. Ổi. Ổi ghé luôn. Ổi ngon. Ổi ngon nè anh Lắc. Hai ký. Ổi này ổi cục đỏ mấy ký. Hai ký nha. Dạ rồi. Ủa mấy trái này ngon anh tự lựa đi. Tự bóc đi. Gì đó. Lựa không? Lựa lựa. Lựa đi anh lựa bình thường. Không cho. Mừng quá. Trời ơi người ta mua đó con. Bán đi. Nghĩ giờ vậy giờ. Chú dặn chú nghỉ mua đó. Nè không? Có trái này nó hơi chưa đâu chưa 2 kg nữa. 1 rồi. 2 kg cái gì? 2 kg chưa đủ. Nè, cái trái ngon. Ngon lắm nè, mấy trái này nè. Anh Lắc. Để giờ cho ba được cái 2 kg được chưa? Chưa. Ồ, rồi mấy cái gửi hả đi chú Quân ơi. Rửa nhiều nhiều vô đi. Rửa cho bự rồi bà. Ừ, bự đi. Đủ rồi đó. Rồi rồi. Ngon không? Ngon quá trời luôn đó vậy đó. Bói bói ngon không giới thiệu coi đang bán cho mau chạy coi trời. Ăn gì mong cho cháu nhận gì hết trơn. Kìa anh, ăn hứng 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 kìa. Trời nó ngon đó cô ơi. Rồi, đưa cái bự nó rồi. Một xài cái bự không có gì mà. Nó có không đổi không? Hai tờ 50. Còn lại ừ, đổi hai tờ 50 đi trời. Cái tiền nhỏ thì có chứ tiền bự không có. Tiền đưa tiền bự là không có đâu. Đổi qua đây lại chứ. Đổi đây là tiền nhỏ lẻ nè. Có không? Đổi 50 lẻ. Đổi nó đây rồi. Đổi nữa đi, cho đổi luôn đi. 11 lần. 11 nè. Bao nhiêu? 11.000. 2 kg 24.000 phải không? Đổi lại 76.000. Vừa nãy hỏi cho ông trước đi lâu này. Đây người nào có người đi hai nó buồn. Đây 76.000 đây đâu sư huynh. Cảm ơn nha sư huynh. Ừ. Chưa? Lố luôn rồi sư tỷ ơi. Dư rồi. Dư nhiều quá. Dư rồi, cũng đủ được. Đó, sư tỷ. Để đây đi, người ta tao căng một bồn vô, xài tôi bóc tôi tham, tôi bóc ủa chanh đâu ra ba. Chanh của Hồng Phong bắt lát đem cho nó. Dạ nó mua sáng dạ, về nó quên nó sắp về luôn. Lon mấy? Mấy ký? Ỏi mặn chưa chị Liễu ơi. Mốt 11.000 đưa tiền chưa? Thôi. Người đưa nhiêu trời, thôi có nhạc sao. Thôi ăn mặn nữa hả? Trời ơi cho mọi người thử này thử mặn cái ơi quý vị ơi. Đây, cảm ơn. Chạy chạy chị dọn mày vô giùm em mấy chị. Đây dọn cho bỏ vô trời. Mặn đây. Mặn đây, mặn. Đổi đây. Cái gì vậy? Mặn 10.000 chị. Để con chắc ra xề. Từ 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 từ. Chắc ra xề cho dễ lựa. Bó ngồi đàng hoàng té đó. Bọc đây. Bọc bự nè, 2 kg luôn á. Có anh Mạnh hả? Rồi 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 đợi mẹ xíu. Cái mặn bị hư nè. Dịnh. Đổ luôn hả? Đổ nhẹ. Đổ nhẹ, nhẹ thôi nghe để dập mặn em á. Thím hai hả? Thím hai cũng ưa. Bả ưa đó. Thú quá trời. Thú quá xíu. Nè, nè bái bái. Tôi đi hú quá. Bả nằm giỏng á. Bả đi chế, chứ bả rồi đó. Hú quá. Chơn. Tại vì mình chở xe về nè chị cái nó bị dập. Lời đó hả? Bỏ vô bọc đi. Hay bữa cái nào đừng đẻo đi nè. Nè bói. Bói nó chơi nè. Nè bói mẹ cho nè bói. Cân 5 kg kìa.
này 4 cái này có 3,5 gram mà 3 gữ. Lấy thêm đi chẳng 5 ngàn. Nè bói ơi, cho con nè. 5 ký trái nữa đi, 5 ngàn. Đây mẹ chùi cho, đừng có ăn, mẹ chùi, mẹ chùi cho. Mẹ chùi cho, mẹ chùi cho, chưa có rửa đó. Rồi đó ăn đi. Mà cái nhà ăn mặn nha. Quẻ quá, quẻ luôn. Chỉ có lộn với 500 quá. Em muốn ăn được ha. Cái này 500 tiền đâu không? Tao lộn với 500. Tí gửi ra 2 ký vậy ta. Mặn quá. Về chua hả? Chắc bà rồi. Chua rồi. Chơi chua rồi. Chua. Tí gửi ra. Dùng nó té. Hơi khác. Nói cái này chứ về hẻo không cái ăn được. Ổi mặn đây. Bảy, ổi mặn bé ơi. Ổi mặn đi. Thấy chưa? Cái gử. Ừ. Ông ăn ổi hả chị? Ông ổi ăn ổi đọt đỏ ngon thì bà có thiếu rồi nè. Đây có gì gì giao đây nè. 12 ngàn. Ổi 12 ngàn ký. Ổi 12 ngàn. Ừ, đỏ nè. Bà nội kia bà đó có đỏ mà không có một đỏ gì vậy. Này con đỏ thiệt luôn, bao luôn đó. Dịnh nha. Dịnh. Ồ, mấy trái sau này ngon ghê nè. Chị ạ, chị mua thêm đi chị Liễu ơi. Mấy trái sau này ngon ghê nè chị Liễu ơi. Trời ơi, bị giặt, bị úng. Sắp rồi cho gọn lên. Rồi. Sắp đít, sắp đồ lại. Cái nhỏ nó ngon nè. Ừ. Nửa đi. Mấy trái nặng mặn nó nặng đó là nó ngon. Cái bự đi, bự lấy này cái nhỏ ra cho nó giác, cái này bị thẹo rồi. Này nó có bị thẹo không? Chị bự chút đi, này bự đi đi nè, là đủ nè. Rồi. Không chưa giòn hả? Không. Chị mở cục đỏ. Cục đỏ. Đỏ không? Ngon ha? Ngon. Ngon rồi, đủ. Ngon không? Ngon. Ngon ha. Đây nè. Ngon không? Đó. Ăn thử. Nè. Đâu có. Lấy này thử đi. Thử thôi. Thử đi. Biết rồi thôi. 12 ngàn mà này 24. Có chuyện nhiêu vậy? 2 trái, 12 với 15, 27. Dạ ở 12 mặn mờ mãi vô, mãi vô. Sao ai cũng khoái ổi trơn ta. Ủa nãy nó có chị Liễu nhiêu vậy? 27. Thôi là 22 hả? 27 thôi 23. 27 thôi 23. Có 2.000 đổ ở đây nè. 2.000 đổ ở đây. Có 2 dưới rồi. Đổ 2.000. Cái trắng trắng rồi. Ừ. Đây 23, cảm ơn chị. Nhiêu đây? 900 gram. Gán đi, lựa em ký đi. Cái này nó đi. Hơi xấu một chút. Do giá. Vô giá nữa, cái này không giá nữa. Nó bự bự lên giá. Ổi ngon mặn nữa. Chưa giá. Ổi mặn lộn xộn nè. Chứ bự cho giá qua đi, đêm khó ngủ. Rồi. Khó ngủ hay dễ ngủ? Giác đêm dễ ngủ. Ổi không có bảy mặn bảy. Nhảnh nó không biết mặn. Ừ. Ổ gì nó thái. Có tiền rồi tiền. Có lại 8 ngàn phải không? Đây. Cảm ơn nghe bảy. Cảm ơn bảy. Có hết chưa? 1 ký mốt. Em dưới đem nhậu với cho em ký hả? Dạ. Ký mốt. Ăn ký mốt thì như ngàn nữa đi. 11. 13 ngàn. 12 ngàn ký, 13 ngàn. 93 ổi mặn chứ ba ơi. 13 ngàn nha, tính nhóm mặn 10 ngàn, 100 ngàn. Tính lỗ cho chị. Mặn 10 ngàn ký, ổi 12 ngàn ký. Cho bịch muối nêm nè. Mua về nhà đem muối ăn. Cặp liền ngon. Nãy quên, trời mà, phải bị, mình đã quên ví dụ mà mặn mặn đâm ổi đâm ớt. Cần quá không? À, bói ăn muối không? Ừ, bói ăn muối không? Bói chấm không bói? Này đem ra. Thêm ký kìa. Thêm ký hả? Chưa đâu Hiếm ơi. Lựa thêm đi mặn nha, hững rồi. Ừ, mới trăm rồi. Hai trái nữa. Bọc đây. Rồi, luôn ký. Bọc bọc đấy. Đây. 10 ngàn. Thì 1 ký 10 ngàn. Cảm ơn em ba. Cảm ơn nha, còn này nữa. Mặn ngỏi của Châu ơi. 13 ngàn. Dạ, ruột đỏ. À, bên đây 12, bên đây 10 ngàn. Thêm trái nó chẳng 13. 20 ký hay 10 cái này nãy 13. Mặn này 13. 11 nữa. Không?
Cái mốt hả? 10.000, cái mốt là 11.000, là 25. Là 24.000. 25 đi. Dạ. Có chẳng nó giòn. Ngon không vậy? Ngọt. Cái bịch đỏ nè. Mà sáng có một bịch một lấy không? Có hai bịch lấy hai bịch luôn. Bà này có đổi bự quá. Cái bự đó hả? Ở trong đây mình có thấy gì nè, đổi con trăm mà có một tờ hả? Ừ, tờ tờ thôi đi, đổi hai tờ đi, đổi bỏ đi, rồi đổi thôi lại nhiêu vậy? 24 thôi lại 170 mấy nè. Cái này thẹo được không ta? Cho thêm trái đi, gì nữa đi, cho 75 đi. Ừ, thêm trái gì đi, cái gì nữa đi, cho hai trái mặn nữa nè. Trái này bị úng rồi. Trời ơi, đi đường về nó dập quá. Gì không biết lựa ra làm sao cho thím hai châu, luôn. Cái này ngon. Dạ. Có thẹo chứ. Không, ổi vị á, cô Châu ăn vậy nó mới ngon đó. Nó giòn. Nó giòn đó. Giòn không? Nửa ký hay gì? Đó, chưa. Rồi, cho con trái này đi. Không ai lựa trái này, con để riêng ra ngoài thôi con ăn. Ký của Liễu nè. Ký chị Liễu nha, cảm ơn nghe chị Liễu. 700 g rồi. 700 g nhiêu? 700 g hả? Nửa ký nó đâu? 12.000 ký mà. 1.000. 8.000. Cái gì à? 700 g. Thêm 1.000 nữa đi. Là 7.000, 8.000. 8.000 thôi. Mặn không cô Châu? Không không. Mặn nhà còn cái nè. Chưa hết. Con bối này măng đất với ta. Thôi là 12.000. Cảm ơn nghe cô Châu. Bối mới hàng cắt ổi quá, quá hết ổi rồi. Miếng này nó ừ. Mới lấy 2.000 phải không? Đúng rồi. Đắt quá. Nhiều lắm, bắt kia tôi lấy gì ăn mà tôi chưa lấy, em lấy rồi bán đi. Còn hết bỏ. Hết chưa đem ra nữa. Hết rồi. Muối. Muối bỏ. Em đi muối bà Sáu bà cho từ thiện. Nè. Xả lỗ, xả lỗ đó. Mấy trái sau này nó không được im hơn. Tại vì mình để trong bọc. Nó hơi dập đó. Bạn nó không bao quá nó dập. Gì con? Ổi nó để vô mấy trái nó không có được không nha. Ngon không quý vị? Ngon. Ăn đi chị, chị ăn đi. Con cạp mà con ẻ vậy, con ăn đi. Ai nè? Nó cạp mà nó ẻ luôn á. Khui ba giờ. Giờ này khui ra ngồi ăn vậy mới vui nè, về nhà ăn buồn kêu hả? Về nhà ăn một mình buồn. Thiếu ớt quay. Nha. Trái nó ngọt. Mấy ớt mới ngon. Cái gì nãy tôi đâm mấy ớt hoặc là chai chứ bạn. Trời cho em. Ừ, tháo có cái muối này biết rồi. Thêm sáu, thêm sáu con muối. Đưa cho bả đi. Ủa con làm gì mẹ hả? Con làm tóc cho mẹ hả? Hả? Con chua mỏ ra coi. Ồ ồ. Chua mỏ ơi. Không mẹ miếng ơi. Không mẹ miếng. Bữa nay có con Sài Gòn đi theo. Châu. Châu. Mặn này do biết sao không bảy? Cả này mùa mưa á. Vậy là ngọt hơn là ấy lắm rồi. Hôm qua không mưa. Nắng nó mới ngọt. Lâm ngọt một tí. Cũng mưa một tí, mặn à. Bà nó kiếm gì nữa trời. Rồi đỡ cái muối vậy em là hết. Wow. Muối rồi. Chào. Chào. Phanh tay lại. Phanh tay lại. À. Ừ. Cay đó, người nào ăn cay không được đó nghe. Ăn. Phanh tay lại. Đợi bánh đi. Phanh tay lại. Phanh tay lại. Tay bị ghẻ không? Giờ cẳng ghẻ không? Hai mẹ con mở cặp dữ ta. Nội dữ ta. Ăn không biết vô hết thì mua nữa. Cái này là gì bói? Gõ, gõ tôi nói ăn đi, ăn hết hết. Vụ lấy muối này mà ăn. Đúng không rồi. Hết, nữa. Bà ba cái này là gì nè? Bói chỉ cho bà ba nè. Cái này là gì? Kim. Cái gì nữa ta? Tim. Nói qua cái vấn đề khác rồi. Nó mới nói tiền đá và tim hả? Nhiều không? Nhiều không? Cho tiền gió kìa, cho tiền gió đi. Thôi muối này là chấm muối ăn nè bà. Bọc nào có mình bán? Bọc này. Bọc này thế nào? Bọc mình nào bán có giá 100 ngàn á. Bọc nhỏ, giấy nào cũng có 100 chứ. Vậy này giá nhỏ này hơn. Giấy ngày nhiều, hai ngày nhiều bọc mình bán có giấy xanh. Ủa trái đó mới ngon đó chị á.
cái bọc mà sao tao không lấy được đựng giác trời. Đâu phải, để đựng hồi lấy vô mà tới nửa chồng nổi. Không, cái em mấy bọc này nè. Sắp kia trống rồi. Ăn miếng đi trời, đừng mua thêm còn cái miếng ổi nữa nè. Với nó chậu đã nó đưa nè tiền. Chị em bán chậu kìa, ai mua chậu không? Mua chậu chồng ổi không? Đỏ bịch muối nó vô đó để chậu. Giờ này là chưa có đông khách. Lai gai. Ở ngon ha. Còn 4.000 nữa. Cái kia cái 44 mà còn có 6.000 à. Nửa ký, 6.000 thôi, nửa ký thôi. Ừ quên rượu mình đi 44 mà có nửa ký luôn. Rồi. 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 Trời ơi, trời ơi, mắt dữ cái 2.000 đồng dữ vậy. Chắc thầy bỏ xe. Ừ, dơ con. Vậy thì dù cho ăn lưng lưng đi mua nữa nè, ăn lưng lưng đi mua tiếp. Rồi ăn khí thế luôn mà nhớ là chưa chết tiền. Coi clip mà chưa trả thì ta lấy nữa. Tại mua bỏ xe cái chạy đi đắng kêu mấy bạn này nè. Ừ. Cái đứa này mà buộc cái nhỏ xíu xíu à. Nè. Thôi có mang nữa. No quá. Bối nó ok. Tái nào nước chuyện với lắm nhiều lắm. Ừ. Cái nào dư không con cái à? Dạ ẩm cho ngoại đi. Đây. Vậy dạ ơi. Cái xin của bà chỉ chỗ đâu. Mua con trái đâu, cái nào dư. Bên đây mặn ế dữ ta. Mặn ế đây. Rồi ới thiệt luôn. Ới ra nước luôn. Bói bán này mặn ế luôn. Đi 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 hết. Đi qua đi hết. Vô một kia. Ê, đi gì à? Ê. Bỏ ca ơi, dục đi. Đây rồi, giải cho bà ba đi. Bà Năm về tới rồi kìa, mua mặn ổi mặn đi. Năm ơi. Mặn luôn ra ăn chi. Thôi bà Năm có cái ổi trước nhà, mua mặn đi. Ổi giống ổi bà Năm. Mặn nơi chiếc này không được đẹp không? Mặn hơi... Nè. Mặn hơi xấu xí. Xấu xí quá. Không có chế nào húi á. Dập bên. Dập. Dập nó sao mình bán rẻ nè, đây nè, đây nè. Đó. Cái này để dành cho ba ăn đi. Đó ta tính mua mà để dành ta ăn mà nghỉ mua. Cái này mặn không có được ngon không nè. Dập quá bà Năm. Cái này lỗ vốn rồi. Lỗ vốn bà Năm ơi. Để vô bọc cái nó. Này có năm mấy trái này nè. Mua bọc cho chị Năm. Nó không có được ấy không? 1.000 ký rồi chị. Chị mua mấy ký chị mua. Phải. Để nhìn cô tiền sao đem có chiếc bông một. Nó là có là nó làm gì giới tính nữ gì đó đem có chiếc một. Trái đỏ đỏ. Mấy trái đỏ đỏ, mấy trái nặng nặng là nó ngọt à. Nổ mua bánh nữa. Gỡ hồi đi bộ vô lấy xe đạp về ha. Chứ sao không chở được. Rồi ra. Căng lắm ba. Cái này nó bị ấy nè. Cái đó bị úng rồi kìa. Úng rồi. Cái gửi đi. Cái gửi ha. Ừ để cái gửi đi chị Hào. Chưa. Chị Hào lại đi. Cái ba. Ba trái nữa mới được. Giữ nhẹ quá. Mặn giờ này, mặn nó nhẫn à. Nhẫn à. Tại vì sáng giờ phơi nắng á. Nó yếu rồi. Trái nữa đây cho anh nhé. Ồ trái bự nè. Ngon rồi. Rồi, ký 6 luôn. 6, ký 6 thì bo luôn. 15.000. Bo luôn. Bà Hai ơi. Bo nè, lấy cái này coi gì chứ nó cũng vậy. Mặn é rồi bà Hai ơi. Kêu bà Hai nào? Bà Hai đó. Cho bà mua đi. Bà Hai này mua. Đây. Mua 5.000 à. Rồi, cảm ơn. Mua 5.000 nó hết é. Bà Hai mặn é rồi. Bà Hai nào có nên bà Hai ngồi đây chứ bà Hai nào đi. Giờ? Mấy bà nhìn kiếm tự nó kiếm bà Hai nào. Mấy trái này dập quá trời dập rồi bà con ơi. Cái này về á mình tẻ nó lại cái bắt đầu mình để tủ lạnh vậy là mình ăn cái mình dở ra mình lấy mình ăn lạnh lạnh ngon nữa. Chú Ninh ơi, mặn é rồi. Còn cái 350. Cái 350. Mặn é nè chú Ninh ơi. Đồ này ai mua bán 15.000. Hỏi hả? Không mà mấy trái này đâu có dập nè. Mấy trái này cũng ngon nè không. Bình thường chỉ có một hai trái nó dập thôi. Nè nhưng mấy trái này nè chừa lại đi nữa mình dạt mình ăn được. Không đợt này mình mặn lỗ 100% lỗ chắc luôn. Không lời. Mai mốt nghỉ mua mặn. Lỗ 2 kg rồi. Mặn này dập dữ lắm. Ơi ổi mặn chua nó có bao ha. Mặn này không bao. Không mà mặn chua nó bao. Nó không dập.
trường có giá hả? Mặn này rẻ hơn. Mình chua làm sao đắng có bông chứ. Quên giờ. Mặn chua làm gì mà còn mà đó, cái đại có bông chứ không biết. Lâu quá mà lại một ngày, lại bằng đêm không thấy đường. Mặn chú Đâm ơi, 10.000 ký, 10.000 ký. Còn mỡ ổi nè, mua dầu ổi. 2 ký ha. Mặn ha. Chú Năm lựa hay tự con lựa? Tự lựa luôn đi. Tự lựa ha. Mặn ổi nhiêu ký? Ổi thì 12.000, mặn thì 10.000. Lấy mặn đi. Con lựa mấy cái trái nào. Ổi. Ổi ấy thì chị để nó đi cho bà ba bà mua. Hết trống là 15.000 một tỷ. Bắt nó thấy gì cái nào nó cũng như cái nấy là ăn đi. Không có, con lựa coi nó có úng không, nó úng con chừa lại. Úng con giống sao nó lựa ổi, nó không dập không. Bán phải lịch sự. Mình lựa không phải lựa ổi ngon chứ. Phải ống lựa thì mới dập, rồi. Không ai sợ thừa. Lịch sự, lịch sự. Bài dạ. 20.000, cả hai đủ 20.000 đó. 2 ký nhiều lắm. 2 ký nó nhẹ hững rồi chú Năm ơi. Lấy cái bự luôn. Cái bự này ha. Cái nào bự lấy luôn. Con vợ có chữa hành tập, con có nhớ luôn. Đây. Đó, chưa đủ. Chưa được 2 ký nữa đó, không chú Năm. Chưa được 8. Mặn bữa nay chắc lỗ tụt cái quần luôn quá. Lần này bán khô. Mới đầu 4 còn ký. Rồi, 2 ký. 2 ký luôn. Ba ghiếc 6 7 còn ký. Mấy cái khô còn chúng nhúng. Trời ơi 20.000 bạc nè, về mua thùng bia hai bà nhậu luôn. Rồi, cảm ơn nghe chú Năm. Quá rẻ luôn. Mặn bữa nay dập là hết tự giờ thấy hết 1 ký lô rồi hơn rồi đó. Dạ. Nghe 5 tỷ. Nãy không chịu đưa 5 tỷ đi, người ta hối là cho. Hối là cho bà 4 tỷ 9. Rồi rồi, chứ hãy mua rồi. Này còn 3 ký nữa. 2 ký hay lưng lưng rồi. Này 2 ký gửi à. 2 ký gửi không ta? 3 ký. 3 ký. 2 ký gửi không hết à. Hồi sáng tiền mua là 12 ký ổi. 12 ký ổi, mỗi 1 ký vậy là tiền là được 2.000 đó, hai bên đồng giá hết. 19 ký mặn là hết lại nhiêu rồi. 19 ký mặn là 8.000 ký. 20 ký nữa. Ừ, 20 ký đi 8.000 ký. Thì nó 160. 160, ổi nó 10.000 ký thì nó 10 lại 120 nữa đó. Là 300.000. À, gì? 280. Nè, nãy không có vốn không ba? Không. Nãy giờ bán đủ vốn chứ. Cuộc đời hắc hiu hiu hắc. Mặn ổi. Mặn é hai ơi. Mặn 10.000 ký. 10.000 10.000 hai ơi. Ôi cốc nữa kìa. Mặn đổi cốc nè. Có gì mặn đổi gì? Đó. Mặn 10.000 cái này 12. Đó cái này bắt lên cái mặn hay ổi. Lắc nó mặn 10.000 mà. Ổi cũng 10.000 nó cho tao mua ổi. Lựa đi con căng giác giác cho. Người phái đỏ, người phái trắng. Trái trắng là nó dạng như nó còn hơi đúng xanh. Đúng thêm đi 2-3 trái nữa đi. Trái nữa đi. 5.000 ăn xỉu luôn. Trời ơi, này còn 3 trái nữa mà ăn tí. Nhẹ hửng rồi hai ơi. Mới có 800 gram đó. Trái nữa đi, trái nữa đi cho giá. Xếp sạp là dùng luôn. Ừ. Rồi 1 ký. Mà đi đầm có đủ thứ hết trơn. 1 ký 10 ôn. Còn mặn. Vậy có mặn luôn đó. Cái đó là cái gì ta? À, cốc bự. Cốc trái bự. Cốc đó. Cốc trái nhỏ đó mà cho mà chín hả? Để nó vậy. Để nó bự gì luôn hả? Ừ. Thôi là 90.000. Mà cái ấy cảm ơn nha hai. Mà cái ổi kìa mà kêu nó bao. Bao lại đi. Bà không bà tiền không đó. Bèo cũng ký 10.000. Nhóc cái trơn đó. 15.000 ký. Cà na dữ dằn không? Nó mới có bông lại hà, cái bông lâu lắm nó có trái. Trái vũ dằn luôn diện đó bà không cho tôi hay. Ờ. Ai biết đâu. Hôm bữa bà kiếm chằng ai. Trời thật mua trái mày, tao bẻ bữa đó thằng 30 ký. Ừ. Qua lần sau bẻ 20 mấy ký nữa, cây na nó 50 ký. 50 ký hả? 5.000 ký đi tôi mua. Không, cho bẹo cũng 10.000 ký. Thì mua 12. 12.000 hả? 10.000 ký thì nó ờ bỏ 12 tôi chả có 5 đó. Tới mùa đụng cà na là nó rẻ lắm. 10.000 ký à đúng rồi. Vô mùa bán có 10.000. Tại hai chim hai biết sao không, cà na nó không có ăn gì được chứ. Mấy năm trước đó 30.000 ký làm cực. Có tiền cực cái gì đâu nè, chỉ
sao? Cái cô trẻ không? 4 năm phải không? Rồi ngâm muối. Ngâm muối. Dắt gì thôi, không có để chứ ngay dắt mà cái tay. Thì bóp hai tay này mình rồi bóp cho nó ra nước. À chắc gì gì nè, ngâm tới sáng. Con ngâm tới 9 10 giờ đó. Rồi đem cái lộ. Hắn nó được. Ngày một khi vô. Ông ăn cái bóp luôn, ngon dữ. Nó đi luộc nữa. Không có luộc. Ta luộc nó mới bỏ nước. Trời ơi, cãi qua không có luộc. Rồi cháu cái luộc nó mới chóc mình. Mỗi người làm mỗi khác, để người ta chỉ cách người ta làm, bà hay bà cãi hoài. Cho là nó cũng như là bà thắng cà na, thắng đường rồi. Không có luộc cái gì cho trộn. Rồi bà thắng cà na nước đường đó nóng nó thải vô rồi cũng như luộc mẹ nè. Mà ta bỏ nước nó đỡ một chút. Cốc lóc luôn. Mấy bà chỉ ngon ghê. Đỡ nước ra một chút. Bà nào nóng mà không có luộc cà na bà cũng như vậy. Thì bà luộc ra 250. Bà luộc bỏ nước nó chua. 264.000. À, ăn mặn thì tôi mua ký ổi cho bà đi. Mua về là bà cưng liền luôn á. Chị Tiểu Đường chị giống căng ông ấy. Hết luôn đi bác Chính này. Hết chừng 2 kg. Dạ. Hết luôn đi bác Chính, không bớt cho. 325.000 thôi. Lụm hết đi con bán rẻ cho. Hết 25.000 thôi. Sao con mới lại hỏi con mặn. Mua mặn, mặn có cây mặn mà mới có trái không? Mặn ổi ổi mặn đi. Ổi nè. Đỡ miêu nghe. Không kỹ cho. Lấy lên đi ngồi đi. Anh bánh mì, đổi ổi nè đang ơi. Rồi, 10.000. Chỉ thôi, nhiều quá ăn hết. Sao ông hết rồi. Trời ơi, ông làm cơ mà ông nhớ ông Thi không? Ông Thi đâu ông ăn mặn mà ông mặn mấy cái gì vậy? Bởi vì bị bà ba bắt bài liền thấy chưa? Không được rồi đó nghe. Cảm ơn bác Chính luôn. Tại vì Thi gán ăn. Bây giờ Thi nè. Thi nó nè. Còn ế ổi nè chú Hải ơi. Ăn gì nói mà ăn. Không đi rồi, đi rước con nào à, con không đâu quên, đi rước con Ngọc. Mặn ổi nè. Ổi mặn đi. Không có ổi mua ổi về ăn nè quên. Ổi bán 12.000 ký. Đổi bánh mì nè, giùm okay, mặn. Ok, bánh mì luôn. Bánh mì đường đó nhiêu ca ơn nhiêu ngủ. Anh ấy, bánh mì đường nhiêu ngủ. Cũng 5.000 ổ. 5.000 hả? Lấy em một ổ bánh mì bự đó với một ổ bánh mì đường đi. Rồi bánh mì bự hay sao á? Ổ mì lạc. Ổ mì dài tới 10.000 thì mua ăn nha chứ không đổi nha. Không có đổi nha, ăn thì mua nha, không ép nha. Chứ. Tôi mua tiếp ông mà mua không mua tiếp ông là hờ. Không mua tiếp lại là xí chó cắn không. Nhiều anh ấy? Bánh mì bự kia kìa, em bên đây nè. Mì dài 10.000 nè. 10.000. Hai cái 15.000, không có 10.000 lỗ 5.000 đó. Lỗ rồi hả? Lỗ vòng vòng đây ngổ ơi. Đây. Thơm quá. Thơm mùi bơ. Ngồi chơi chút nữa Mai ơi. Để hồi chú Hai đem cá lại đây kho luôn. Chút nữa em muốn ra với cái chảo lại đây người ta. Đây có em 15.000. 5.000 ổn mì đi bà con ơi. Cảm ơn nha. Mua về cho Tiểu bói nhà mình ăn. Mặn hả? Mặn giờ này không được ngon không nha. Ổi đây, ổi cục đỏ ngon lắm. Lấy 1 ký nha. Lấy chảnh đó đi em ba. Lựa ngon ngon chảnh. Kiếm 12.000. À, mặn bây giờ mình có mình gục đỏ. Lấy chảnh 10.000 á ba. Chảnh 10.000 nha. 10.000. Ổi đỡ quà. 15 mẫu là 15, đậu là 15 hết mẹ đi khỏi xả thêm. Kệ căng ký đi mà. Căng ký đi. Cái chai bự nữa. Cái bự đó luôn. Ừ. Lấy chai nhỏ ra. Bự kiếm. Còn mấy để hai chai nhỏ vô. Chai nhỏ ra. Rồi. Tròn ơi. Này là tiết kiệm lại giúp để dành ăn hay gì nè. Cảm ơn anh nha. Bánh mì ngon, giờ này giòn kháng luôn không à. Á anh, bánh mì giòn. Đang đủ ký thôi. Đây là mặn đây 5.000 ký thôi, mặn này có bó tối nó lựa ra. Trắng ngăn mà.
Rồi còn được ba trái ổi với mớ mặn này. Vì mặn này thì giờ không còn được ngon lắm cả nhà ơi, cho nên là tiền chừa lại ăn nha. Đây giờ đếm tiền lại coi. Ôi cái mặn nè đếm đốc. Trời ơi, mua đây chút gì hết, hết rồi. 10.000. Được. Giờ này bán cho 8. Cân 700 ngàn. Không, cân hết đi bán cho 8.000. Tại vì mặn không có được ấy không, nó chỉ dập da ngoài thôi à. Được không? Được. Hết luôn ha. Rồi 8.000 ký. Không thúi. Không lửa hết rồi. Lửa hết rồi. Tại vì nó hơi xấu da dập, thôi. Lửa sốc tới sốc lui nó dập. Nó xấu da. 8.000 cái này ăn đây nè, của chó đó. Thôi lấy 8.000 luôn. Nè, ăn ở đây nè, bơi bơi chín đây nè. Cái đó người ta mua rồi. Của chó. Nhiêu hả? 8.000 đi chú Năm ơi. 91 ăn 8.000 thôi. Thời rẻ như đây nè, em định mua để về luôn. Hả? Chín mấy cái tấn nha. Gửi đây luôn hay gì? Rồi đây, rồi cảm ơn chú Năm nha. Không có gửi đây nè, đưa ba đưa cho 9.000. Rồi ơi. 260. 270. 270.000 là sáng thì đi mua vốn đó nghe cả nhà. Chị chạy. 8, 10, 12 là được 22.000. Hôm nay tiền với lại ba bán được 22.000 nha. Rồi giờ tiền cũng xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại ông bà cô chú anh chị video sau. Bye bye.